Shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Ngày hôm nay em lên sóng giới thiệu với các bác một chiếc máy lọc không khí hàng siêu VIP của hãng Daikin. Một con máy phải đẹp mỹ mãn các bác nhé. Đẹp từ bên ngoài cho đến đẹp cả về nội dung, cả về cấu tạo máy, kể về cách lọc. Một con lọc không khí Daikin. Đấy, các bác nhìn hình thức chưa? Bóng loáng như mới luôn. Đấy. Nhiều bác có hỏi bao nhiêu phần trăm thì em không đánh giá phần trăm nhé. Chả biết nó là bao nhiêu phần trăm cả, em chỉ biết là máy nó trên clip nó rất là mới thôi. Còn làm gì có tiêu chí gì đâu để mình đánh giá phần trăm được. Một con máy đẹp xuất sắc, hoàn mỹ. MCK 70 4T, 4GT. Con này sản xuất 2015, các bác nhìn thấy ạ. Rất là mới nha, công suất 75W. Sử dụng cho phòng khoảng 50m2 trở lại. Hiện tại con này đang để nguyên bản điện 100V, cho các bác nào thích nguyên bản thì các bác, không thì sẽ đấu. Đẹp xuất sắc chưa? Một con máy đẹp xuất sắc thôi nhé. Vệ sinh rất sạch sẽ từ trong ra ngoài. Công nghệ Eco, hẹn giờ, khóa trẻ em, các chế độ lọc. Đặc biệt bọn Daikin này công nghệ steamer tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc ở con này rất hiện đại luôn. Màn hình đồng hồ vuông hiển thị báo độ ẩm, một bên báo bụi, bên báo mùi. Một con máy đẹp xuất sắc về hình thức, không có điểm gì để chê. Đây, đặc biệt con này sử dụng hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Tất cả bụi bẩn vào trong màng HEPA này bắt buộc phải đi qua hai cột lọc tĩnh điện này. Nó thuộc thế hệ máy màng lọc kép mà chỉ có model này và một model đồng hồ tròn là có thôi ạ. Màng HEPA ở đây thì em đã thay mới tinh cho các bác rồi. Màng HEPA thay mới nhé. Về chỉ việc dùng thôi ạ. Đây là thanh Uni, sử dụng công nghệ Steam tiêu diệt mọi vi khuẩn nấm mốc ở cái thanh này. Đấy. Chung là một con máy đẹp mỹ mãn hoàn hảo. Vẫn đang để đi điện nguyên bản 100V. Con này em bán là 4,5 triệu nhé. Giá 4,5 triệu sẽ tặng kèm các bác đổi nguồn. Các bác nào thích đấu bên trong thì em đấu, còn lấy đổi nguồn rời bên ngoài thì để đổi nguồn rời. Đẹp xuất sắc hoàn mỹ luôn. Đấy. Bên riêng này là bình nước bù ẩm, để dành cho các bác khách hàng siêu kỹ tính nhé, cực kỹ tính luôn. Màng ẩm vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Máy này mà các bác nào mà còn chê nữa thì chắc là chỉ còn đường mua máy mới thôi. Đẹp xuất sắc luôn. Daikin đồng hồ vuông em bán 4,5 triệu tặng kèm đổi nguồn, giá trước phí vận chuyển. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.